Nếu các con yêu mến ta thì sẽ vẫn giữ các điều răn ta. Ta sẽ cầu xin cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng an ủi khác để ở với các con đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để các con mồ côi đâu, ta sẽ đến với các con. Không bao lâu thế gian sẽ chẳng còn thấy ta nữa, nhưng các con sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ biết rằng ta ở trong cha ta, các con ở trong ta, và ta ở trong các con. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương. Ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Giuđa, không phải là Giuđa Iscariot, thưa rằng: Thưa Chúa, vì sao Chúa sẽ bày tỏ chính mình cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian? Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu ai yêu mến ta thì sẽ vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta sẽ đến cùng người và ở với người. Ai không yêu mến ta thì không vâng giữ các lời ta. Những lời các con nghe không phải là lời của ta, nhưng của cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều này cho các con trong lúc ta còn ở với các con. Nhưng đấng an ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà cha sẽ nhân danh ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều và nhắc các con nhớ tất cả những gì ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các con đã nghe ta nói, ta đi và ta sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến ta thì nên vui mừng vì ta đi về với cha, bởi cha cao trọng hơn ta. Bây giờ ta nói điều này cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin. Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian này đang đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên ta, nhưng ta làm theo điều cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng ta yêu mến cha. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.